Hello everybody, welcome to HealthVKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game nguyên thoại Naruto 1. Và nghe nói thì nay game này cập nhật gì? Event mới, event cực khủng vì event này là kỷ niệm 1 năm của con nguyên thoại Naruto 1 này nha các bạn. Đó, admin mới báo heo luôn. Nghe mà hết hồn luôn trời. À, con game mà được 1 năm rồi đó anh em. Trời ơi. Còn đây quà màn 1 thì nhận được nè. Đó, một đống. Wow. Mà không tin nổi luôn, game được 1 năm rồi. Wow. Con game sóc dai. Giai kinh khủng, hình như là con này là sống dai nhất trên kênh của heo rồi đó chứ đúng không? Kênh mình là có những con vài tháng đúng không? 5-6 tháng, 7-8 tháng là cao nhất, 10 tháng là cao nhất từ trước đến nay mà heo thấy. Và con này kỷ niệm 1 năm. Ui dồi ôi, game được 1 tuổi rồi. Well. Mà con game này có phải là phí ít đâu anh em. Anh em nhìn thấy rồi đó, nó phí cực nhiều và rất nhiều. Trời ơi, nó phi mà thấy hết hồn con chồm luôn. Rồi, đi sai chỗ này rồi. Đó, trời ơi, nó phi gì mà phi giữ hồn vậy không biết. Trời ơi, phi tướng rồi nè. Đó, đầu vô là thấy 150 triệu kim cương rồi đó. Đó, quay cái đầu mà ra con Madara lỗi gì Madara Susanoo nè ha. Rồi. Đó, cái đầu tiên mà ra con Madara Susanoo đó. Đó. Rồi, ây da, tính năng cho nó lên VIP nhưng mà ok, nó bắt ta chạy nhiệm vụ. Rồi, tới đây thì nhanh rồi. Chạy cái này rồi thêm cái hay cái nữa là xong rồi nè. Đó. Thôi ơi, ủa, vậy mà thiêu đốt không hết hả? Ok. Ồ, bạc, à, bạc cái game này cho cái rương đó các bạn. Đó. Rương xài nhiều mở nhiều ngón. Rồi, ok, xong hướng dẫn tân hữu. Nè, cắn lên VIP nè, đó, VIP 20, 15 hồn 9 sao, 15 hồn 10 sao, 8 tỷ bạc, 8 tỷ A-Sip ha, đó, rương trang bị đỏ, skin 14 cái, đó, skin mới luôn ha, mới mời luôn, ok. Rồi mảnh hả, quên, đây, mảnh tướng VIP nè ha, 15 con mỗi loại, đó. Sasuke, Susanoo đồ đàng hoàng, rồi Nize, rồi con Hinata, Naruto cũ vĩ hồ, rồi Naruto lục đạo, đó, rất nhiều, còn 4 con nữa mở luôn. Ok, tới luôn cho bạn nhờ nè con. Tới luôn. Ok ha, đó. Rồi, đâu rồi, đây, thông tin server để đi nhập code. Nguyên thoại Naruto 1 cập nhật tất cả tướng mới nhất hiện nay. Chính thức khai mở S42 Oromachi. Thời gian 10 giờ ngày 12 tháng 11 2022. Game tải game tại nguyên thoại Naruto.com. Chơi ổn định trên 2 nền tảng Android và iOS. Tỷ lệ nạp siêu rẻ đang khuyến mãi 500%, 100.000 bằng 5.000 xu web bằng 1 triệu, bằng 12 triệu hả? Chị ghê hả? Wow, bằng 12 triệu 500.000 kim nguyên bảo. Wow. Ôi dồi ôi, nạp có 100k đấy. Chỉ cần nạp 100k ủng hộ sẽ được toàn bộ code sự kiện tầng và thêm 3.500 xu một lần một tầng mà không cần tham gia event long tin hay nguy hiểm phanh cứng. Wow, cũng lời á. Rồi bộ code nè hả? Đó, code rất nhiều. Ok, code. Rồi code được tích hợp sẵn trên web. À, anh em copy trên đó hả? Sự kiện đua top lực chiến S42 đua top 7 ngày.
Đó, top 1 30.000 xu ép đối với yêu cầu là top 1 lực chiến trên 150 triệu là sẽ được nhận thêm cái 30.000 xu ép ha. Rồi còn nếu không top thì vẫn được nhận quà hôm 30 triệu vàng, 30 triệu bạc, ở lọc 2 tỷ bạc, 2 tỷ Acep Ninja, 2 triệu bình tinh hoa, 30 sách huyền thoại, 2.000 đá Kaguya, 4.000 đá Kaguya cao cấp. Rồi top 2, top 3, top 4 đều rất nhiều ha, hỗ trợ cực kỳ tốt anh em nè ha. Đó, để khuyến mãi khủng nè. Đó, đang khuyến mãi hỗ trợ ghép reset gì các kiểu rất nhiều luôn. Rồi event long tin line xe. Đây phần quà 5 triệu vàng, 500 triệu Acep Ninja, 500 triệu bạc, 100 đá Kaguya, 5 triệu điểm Acep VIP nha các bạn. Đó. Cập nhật mới nhất là Inra hệ âm. Đó. Tetsunade hiền nhân và Madara Susanoo hệ hỏa. Đó. Đây fan cứng nè ha, fan cứng mỗi tầng sẽ được nhận quà cái kiểu. Quà fan cứng đâu? À không thấy hả? Rất nhiều rất nhiều. Đó, event đua top đồ cái kiểu. Ok ok, nhanh chóng lên nhận quà nào. Đâu rồi, cót. Boing. À đây có cót. Ok. Copy 400 500 rồi 600 rồi 700 700 không có hả? Ok 800 900 rồi ok có đây. Wow, trang bị 10 sao 5 triệu 20 triệu nữa. Rồi 8 triệu, rất nhiều. Ok, 200 triệu kim nguyên bảo rồi. Đây, update. Rồi trung thu, thôi nhập hết luôn đi. Naruto 3 Zone Model, cái này các bạn chắc cũng biết. 33 Suke. Rồi Raikage. Rồi Quốc Khánh. Rồi trung thu. Rồi update 1, update 2, VIP. Rồi nhận hết luôn, nhận kia lâu lắm. Lắc rồi. Đây, Inra nè. Tetsunade hiền nhân nè. Madara lục đạo Susanoo nè ha. Đó, tiên nhân cốc nè, Raikage nè. Ok. Rồi đây Naruto 3 Zone Model nè. Đó. Rồi cót like xe. Like xe thì tất nhiên là các bạn like xe mới có hả. Ok, nhưng mà heo cũng xin được rồi, đó là heo sẽ nhập luôn. Cót like xe cộng fan cứng thì nó sẽ có gì đây. Nhận hết đi. Cũng nguyên liệu, event, rồi vàng cái kiểu. Wow, 283 triệu kim nguyên bảo. Wow luôn. Ok nha, cẳng nữa nè. Đỏ, lên VIP 21 liền. Nhanh chân, nhanh tay vô mua cái VIP liền. Đây, quà VIP nè hả. Đó. Quà VIP nè hả. Hồn 9 sao, 10 sao, đá Kaguya. Rồi Kaguya cao cấp, rồi các kiểu con đà điểu. Bóng nó bóng gì đây? Ngọc trai vận mệnh. Rồi cuối là gì đây? Vé triệu hồi nguyên tố nữa nha các bạn. Cái vé cũng khá là quan trọng đấy. Để đó đổi được nhiều thứ. Ok. Rồi coi event sự kiện ha. Event linh cung thăng cấp. Rồi trao đổi mua bạc nạp tích lũy. Ồn, hiểu chưa? Rồi quỹ trưởng thành. Rồi tiêu phí. Đây, hồi nãy mua quà VIP được một đống nè ha. Đó, thấy vậy chứ tiêu phí khá là ngon nha các bạn.
đó, hồi nãy giờ mình tiêu được 14 triệu nha. Đó. Quà rất nhiều. Đây. Đó. Rồi xuống xuống nữa coi. Này là bao nhiêu đây không biết luôn. Mát là bao nhiêu ta? Khoảng 120 các bạn, 120 triệu là mát event tiêu phí hả? Sakura. Đây rồi hả? Ok. Rồi gộp máy chủ, hoàn trả, tinh linh, sự kiện. Sự kiện xịn 7 ngày. Vậy là chắc open server mới là sẽ có event 1 năm hay là chuẩn bị event 1 năm gì đó ha. Anh em nào có chơi thì tải về ha. Đó, game free cực nhiều. Ở trong này là giờ là chỉ cần thêm cái tỷ lệ quay ra tướng VIP nữa là ngon lành. Ok, đâu rồi? Tướng nào ngon ta? Đây. Tiên nhân cốc hả? Tiên nhân cốc. Ồ, Killiope hả? Ok. Vậy là không phải đây rồi, đổi quà. Đây. Có tiền chúng ta ra chúng ta đổi vé triệu hồi nè ha. Triệu hồi ưu tú. Hẹn giờ event tích lũy nạp hả? Ok. Rồi event triệu hồi nữa hả? Đây. Triệu hồi 10.000 lần sẽ nhận được quà nè ha. Rồi nạp tích lũy nữa nè. Đó, rất nhiều luôn. Rồi đăng nhập nè ha. Đó. Ôi 14 tỷ. Ôi dồi ôi 14 tỷ. Ok, chừng nào xài hết thì vô mình lụm tiếp. Nào, coi mấy anh top đang chơi con nào thì mình hùa heo mình chơi hội đó thôi. Đang chơi con Indra hả? Wow. Ở đây thì vẫn trung thành chơi con Bazon Naruto. Đây, Madara Susanoo. Wow, một bước tiến khác. Ở bà Tetsunade thì là búp máu rồi. Wow. Ở đây chơi Itachi chuyển sinh hả? Ừ cũng được. Dân nhà nghèo chơi Itachi chuyển sinh. Ê này có nạp nha. VIP 24 nè. Rồi gai bác môn luôn hả? Cũng được luôn. Trời ơi. Các bạn biết sao mà tại sao lại chơi mấy con đó không? Nè. Trời ơi. Con Kisami. Tại sao lại chơi mấy con này biết không? Đây. Nguyên nhân rất là đơn giản. Đó, đây 2.000 mấy đúng không? Nè, giờ ví dụ như chơi con đây, Ichi chuyển sinh chỉ có 45 thôi. Mà đối với những con tướng mới nè, đó, nó tốn tới 200 là một con tướng cũ, một con tướng mới bằng 4 lần con tướng cũ. Thì các bạn tính đi, 2.000 mấy, nếu mà 2.400 cho 2.445 đi. 9 2 lần là 9 là 1.800. Là đổi được 50 con. Ghê không? Đổi được 50 con. Đúng rồi 50 con Ichi chuyển sinh đồ. Đây hôm là như thế đấy. Còn không thì các bạn muốn chơi tướng mới thì như mấy anh kia thì đầu tư hẳn con tướng mới luôn. Đây Sasuke nè hả, mảnh rất nhiều. Đó, tướng mới nè, Raikage. Đó. Rau, ok anh em nào có chơi thì tải về nha các bạn. Đó, rất nhiều luôn, một hàng Naruto luôn. Nhưng thường là người ta sẽ chú trọng vào con này. Đó. Ở đây 15, ở kia him nếu mà ngậm nó luôn thì tầm 40 à. Đúng rồi, đâu không ở ngoài kia là mua được giỏi lắm là được 22 con. Ở đây đâu 12 con dưới cái này nữa là được 15 con nữa là được 27 con. Chắc nâng lên cũng 18, 19 sao. Thì làm thêm event đồ này nọ cái kiểu con đề điểu nữa. À, cứ thế mà lên thôi. Đây, ôi dồi ôi. Anh sẽ giúp em lên được. Rồi, ok nha. Anh em nào có chơi thì tải về nha các bạn. Ok,
Ok, ôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha. Và game chuẩn bị làm sự kiện kỷ niệm 1 năm nha. Không biết là phi những gì mà thấy là ngon đấy. Ok, ôi bye bye.